Ý Thành và một ngày mới đã bắt đầu rồi, ông bà cô chú ơi. Bữa sáng của cháu đây ông bà cô chú ơi, cháu bà là ăn hamburger, thấy ngon chưa? Thế em cũng ăn hamburger à? Không, ra ăn bánh tro. Em ăn bánh tro, quan đi ăn hamburger. Trời ơi, ăn một cái ý là tràn đầy năng lượng cho buổi sáng. Đâu em vào đây xem nào. Trời ơi, em thì ăn bánh tro, nhanh lên để đi họp với ba giờ muộn. Bánh trò mỗi anh em một loại, không ai giống ai kia, quan công đang nói khéo như nó rơi. Rơi lắm, không có gì ăn. Rồi anh ăn gần hết một cái hamburger rồi. Ba cháu đi học đi làm, giờ mới về là tắm giặt cho các cháu, sau đó là ra ngoài vườn để lấy một ít rau về để ăn. Thì cháu cứ đi học về là cháu lại sờ đến mèo đấy ông ba cô chú ạ. Đấy, đi xuống ba tắm cho xong để ra vườn để lấy rau mấy ba nhá. Quay sơ sơ cho cả nhà cái vườn rau của mình. Đó, cứ gối hết rau nọ đến rau kia ông ba cô chú ạ. Đó, những cái cây cành ngọt mình cho vào những cái chậu bây giờ nó tốt chưa? Đó, ở nhà nhìn cây của nó mập. Đó, ui chà ơi cả nhà ơi, cái cây của nó to và mập chưa, đẹp thế nè. Mình cứ cấy thế nơi cũng ăn nhanh lắm ông bà cô chú ạ. Nó cấy được 5 chậu nè. Bà ơi, hôm nay bà trồng nhiều rau thế? Ừ, rau bà tốt, còn lại khác nhau nữa cơ. Ừ, rau bà tốt lắm. Quan đi ra đây cắt rau đi cho bà. Quan đi ra đây cắt rau cho bà. Rau đi sang bên đó. Đi đây, đi bước qua đây, bước qua đây nè. Thế các cái bé ra đây. Đấy, bà trồng có nhiều rau không? Có. Đấy, cắt đi, cắt những cái cây rau nào? Ở đấy, đấy, đấy. Đây này, đấy những cái cây. Dạ. Cắt đi, khéo là dẫm vào rau của bà nha. Dạ. Một nè. Bé không được nè. Đếm to lên, mới coi thì đếm, vừa cắt vừa đếm. 5 nè. Đấy. Đấy, ông ba của chú ơi, cháu đang cắt sáu cho bà. 6 à? 6 cây rồi à? 6 cây thôi. Ừ. Là trời mưa à? Một cây bò xoắn đây à? Đây, đây, đâu? Đấy, đấy. Đấy, cắt luôn. Cắt luôn, đấy. Sao vậy thế? Đứng lên trên cái chậu, đứng lên trên cái chậu. Cắt cho ba. Đấy. Cắt ở dưới, con này cắt cả cái rau. Đấy, thế đúng rồi. 8. Đúng, đếm đi. Vừa đếm vừa cắt. Đấy, ông bà cô chú ơi vừa cắt rau cho cháu vừa đếm nữa. 10. Rồi. Cắt hết cả cái chậu cho ba. 11. 12. Rồi, rồi. 13, 14, 15. Đấy. Cắt nốt cái chậu ý thì thôi nha, là tháo không ăn rồi. Úi. 16, 17. 17 coi. 17, đếm à. Hai cháu kìa, đang làm cho bà hôm nay cho trải nghiệm cắt rau. Ông bà cô chú ơi, nhìn nè.
Bà có trồng nhiều rau mầm non chưa? Rồi. Xong rồi chị đã kiếm. Bà ơi, bà trồng cái rau gì đấy? Đấy là đây là su hào này, su hào tím này, su hào xanh. Bây giờ nó đã sống rồi, bây giờ các con hãy đi ra nhổ cho ba những cái cọc lên. Đi vào luôn à? Ừ, nhổ hết không? Đứng ở ngoài, đứng ở ngoài, đứng ở ngoài. Đứng ở ngoài. Được, khá là ngại. Chết rồi, nó chuột, chuột lại lôi đây rồi, con ơi. Rồi, xong rồi. Đi về để nấu cơm thôi. Đi về thôi, let's go. À, bây giờ phải tưới cái nhỉ. Bà cháu tưới rau giúp ba này. Tưới, tưới đều, thế, đúng rồi. Vừa mới ra vườn lấy rau về, thế là bây giờ tranh thủ vào bếp để nấu ăn này. Rau của nhà, ngon quá này. Đó, rau cải ngọt mình cói thành còi cho vào những cái thùng. Thế là bây giờ nó tốt như thế này nè ông bà cô chú ạ. Buổi sáng là con có chạy xuống chợ mua được sườn với lại thịt đời. Hôm nay bà mẹ là kho tàu, mình cũng đã mua trứng này. Cháu nó lại có mua các củ rau thì bây giờ là mình sẽ cho vào để ninh xương củ rau này nè. Đó, và làm thịt kho tàu. Thịt nhiều thì nơi thì 3 cục kìa, còn mua tận 3 cục. Thôi thì mình chỉ nấu 2 cục thôi. Còn để lại 1 cục. Không có mà nhiều lắm. Đó, miếng này ngon mình nấu trước. Còn 2 miếng này thì để lại 1 miếng. Được qua cái thịt này. Đó, thái vào đi. Ướp gia vị là mình sẽ làm món thịt kho tàu thôi. Trứng chim cút cho vào luộc, sau đó này bóc. Mình sẽ đi thái thịt rồi thì thái su hào để chuẩn bị cho vào để làm cái xương này. Mình cũng sẽ rửa qua và cho vào để luộc. Đó, bắt luôn hai bếp. Bây giờ mình sẽ đi để thái thịt luôn. Mỡ thế này có khi mình phải quay qua này này. Cũng thái không có cái miếng nó cũng hơi dày dày cả nhà. Mình sẽ quay qua bỏ một ít mỡ, không có thì mỡ quá. Được cái miếng này thì ngon. Thịt còn nó mua cũng được cái miếng này cũng ngon phết này. Xương của mình luộc đã rất là thơm rồi mà rửa sạch sẽ rồi, mình sẽ cho vào xào qua này. Sau đó là sẽ cho nước vào là ninh, tí nữa là mình thái củ quả là thả vào là được thôi. Nhanh tay để đi gọt su hào, cà rốt, củ cải trắng này. Su hào non ra phết. Ai da, su hào non phết. Mình sẽ thái con chi. Bây giờ con đâu mua thì chắc là đắt. Mai kia thì đúng mua con nó mà xem lại rẻ lắm đấy ông bà cô chú ạ. Bây giờ đâu mua là sẽ đắt hơn. Cải trắng.
Bây giờ là cho vào xong xương là ninh thôi. Mình thái tớt nó cũng hơi nhiều. Đó, lưng xong to nữa. Trong khi chờ đợi thịt cho nó vàng thì mình sẽ đi bóc cái trứng chim cút này. Cháu là khoái lắm cái món chim cút này này. Ba ơi. Ơi. Cho một ít hành vào. Đó, nhiều mỡ chưa? Một gói thịt kho tàu mình sẽ cho vào. Đảo đều lên ông bà của chú ạ, thế là. Cho một ít nước nữa vào, thế là. Đun thôi. Rồi mình sẽ ướp đây khoảng 15 phút. Mình đã đảo qua rồi, bây giờ mình cho nước sầm sóp vào, thế là mình đun thôi. Đun nhỏ lửa cho nó sền sệt là được ông bà cô chú ạ. Đó, món thịt kho tàu của mình cũng đã chín rồi. Cho một ít hành vào cho thơm ông bà cô chú ạ. Nhìn ngon quá mà có màu nâu cánh gián rất là đẹp này. Mùi thơm quá. Món cuối cùng nữa là món rau luộc, mặc dù là có rau củ quả rồi, ninh xương rồi, nhưng mình vẫn cứ thích là phải có rau xanh. Thật là tuyệt vời ông bà cô chú ạ. Luộc để ăn cái rau này mà rau cải ngồng ăn ngọt lắm và ngon lắm đấy. Vừa mới nhổ xong là ăn nó tuyệt vời luôn. Xong hết rồi hôm nay của chú ạ. Bây giờ chỉ chờ ăn sáng rồi các con đi làm đây là ăn thôi. Đấy. Cho con nhường chú ôm mồm. Nóng lắm con, tí nữa nha. Tí nữa. Thế là bữa tối cũng đã hoàn thành. Đi tắm rửa đi để ăn cơm thôi. Ông xã ơi, ông xã về đây rồi, đi tắm rửa để ăn cơm rồi. Chả không biết là mẹ cháu mua cho cái gì đời mà giờ các cháu đang khám phá. Một con nữa. Mẹ cháu bảo là túi mù à. Túi mù. Đó, làm giờ làm thế nào mà nó mù. Đồ chơi. Làm đồ chơi. À, đồ chơi. Ôi trời ơi, đẹp quá, cháu thích quá đấy nè ông bà cô chú ơi. Tắt điện là nó sáng đấy ông bà cô chú ạ. Đó. Nói chuyện vừa ăn nói chuyện cho nó vui nha. Chân bông quá là. Ba đến giờ ăn cơm rồi, mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Đó, Huy thế nào nhỉ? Huy thế nào nhỉ? Và mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Rồi. Nhiên lẩu con. Này ăn thiêu hay là ăn đũa? Là mời đi, mời đi ông bà. Đi ăn lẩu, đi ăn lẩu ba. Mời ông ba, mì bố mẹ ăn cơm nè. Mời lấy thiêu của con này. Cháu này, lấy thiêu của cháu đấy. Mời ông ba của chú đi, ở mời con ông, mời ba. Có mời ông ba ăn cơm với con, có mời bố mẹ ăn cơm với con. Rồi, lắm. Thế mời em kìa. Mời ông ba ăn cơm với con. Hãy mời em ăn cơm với anh. Mời con, mời con. Con ở nói giống người quê như mình đấy chứ. À, bọn món rau luộc là thích nhất. Ba không thích rau rán à? Hả? Ba không thích rau rán à? Không.
Rau sao? Rau ninh xương. Bà chỉ khoái rau luộc thôi. Rau rán. Bảo là rau rán. Rau ninh xương, củ quả ninh xương. Không, cà rốt. Cà rốt chú Hà, con ăn cà rốt chú Hà không? Ngon lắm, ngon lắm. Không ăn. Cà rốt à? Thôi mình sẽ cho ăn cà rốt. Đấy, con ăn đi. Đó. Con phát biểu cho mẹ. Cà rốt ba nấu thế nào? Ngon. Đó. Ngon thì ăn nhiều. Không ngon thì ăn ít. Đó. Đó. Cháu ăn rau tai lắm đấy ông ba cô chú ạ. Rau gì cháu cũng ăn được nhỉ. Rau đắng, rau cay là cháu ăn được hết. Rau cay đắng mấy cháu cũng ăn được. Đấy, ông ba cô chú nhìn cháu ăn bữa rau đấy. Đúng nhỉ? Ngắt nó đi, cắn đứt đi. Rau ba luộc để cả canh. Hôm nay cháu ra vườn cháu thu hoạch rau cho ba. Ông ba con chú cười đấy. Hôm nay hai anh em ra vườn nhỉ, thu hoạch rau cho ba. Đấy, rau hôm nay hái đây nè. Đấy, cháu lấy rau, lấy kéo cháu cắt. Cháu đếm bao nhiêu cây nhỉ? 11 16, 17 cây. Giỏi thật. Ấy, cháu ăn rau giỏi chưa? Rau của ba rau sạch trong, nó ăn thoải mái. Không phải lo đốc gì nhỉ? Nhai đi. Ôi trời ơi. Thịt lợn này bà chỉ khó tao mẹ cho vào. Mẹ ơi, quay quay bỏ bột mỡ. Bà ơi, ăn nó cứ béo béo mặn mặn ngon lắm. Anh ăn mấy xem ngon lắm. Ngon. Chuyện hộp quá. Đang đi học. Anh không muốn đẩy con chạy ngay. Chờ có về ra. Ngon con khắp con khắp. Con sợ hết cả. Kìa con nó ngứt thế. Cho con đi xuông. Con ăn xuông đi nhỉ? Vâng. Ngắt đi. Đó. Ngon nhỉ. Mẹ ăn hôm nay bố ăn ghê không? Bố về lúc 10 giờ à? Bố này về muộn. Vâng. Nghe bác ơi. Con chào bố hết cơ. Có có. Cấp ba vào ba buồn. Con phải con chào bố chân ngay. Con quý chân ngay. Alo bác ơi. Này ạ. Vâng. Bác Hương bảo như chưa? Bác Hương bảo rồi ạ. Ông bên cơm cho cháu cả. Em cơm cơm. Đấy. Ờ. Quán. À mở tủ ba vườn này, mở tủ để lấy ống thuốc mỡ mắt để bồi tai cho con. Nào Huy ơi, ăn cơm đi con ơi. Huy. Ăn luôn đi. Nó ăn cố lên cho con cái điện này. Ờ mê lại bỏ lại một cúc để Phương ạ. Một cúc thế để ông nói nhiều quá. Hôm nay mai ăn hết. Mai thứ bảy. Lửa cho tôi đấy. Không phải lăm lăm. Ngon đâu. Ngon. Vâng, nó mua một củ thứ hai rồi, một củ hải cây. À một củ. Mẹ củ gì đấy? Củ cải trắng. Thế là mình mới thái ra. Củ Thái Lan à? Thối. Củ Thái Lan à? Quấn thuyết. Ăn cơm. Dù không mê mỏi. Cơm còn. Không mê mỏi á. Hả? Ông ba của chú ạ, làm. Ở thế mà cứ ôm như là sưởng. Cho con đi thôi, sao cho con đây thế? Làm là thế mà, bây giờ là cũng thừa nhiều ăn không có hết đâu, ông ba của chú ạ. Bố cháu thì lại không về, cho nên có cái người chở tài nhất thì lại không về.
tưới nước canh. Đưa đây ba tưới cái nước canh không còn ngon ạ. Cũng cứt. Có tắc kìa, một cái mùa đùa em ăn về em nước cái gì, cả gì ngon mấy nghỉ ruột. Ấy, cứ mỗi bữa cơm thì lại quay nấu ăn, video nấu ăn để lưu lại những khoảnh khắc mà vui vui yêu yêu của các cháu. Mai sao các cháu lớn là có video xem nhỉ, cái lúc bé thế cũng không có áp lực gì về tiền đâu. Ba cô chú ạ, cứ làm này cho nó vui vui với cả nhà, hãy ủng hộ ai ba cháu nha. Xem mà ai mà có duyên mà tìm thấy video của mình thì hãy đăng ký để cho hai ba cháu thêm động lực để làm nhiều video hơn nữa nha cả nhà nha. Mẹ mở cái chảo lên. Mẹ mở cái chảo to lên. Mở cái chảo lên. Chảo gì? Mở cái chảo. Chảo to. Ủa tịt tao ba đây ba chơi cho. Ôi nhà đòi bạc ạ. Ôi tao. Ôi tao. Ôi tao đây rồi đây. Ôi tao. Ôi tao. Tao ba chơi đã. Kìa ba đang quay video kìa. Ôi kìa ba đang quay video. Thế chi đang làm gì đó? Hả? Thế anh Huy đâu? Anh hát, à, ba hát một con vịt nó lại vỗ tay nè. Một con vịt vỗ tay nè, vỗ tay nè. Một con vịt nó vỗ tay nè. Hôm qua cháu vỗ tay rồi nè. Phải ra hai cái canh nó kêu rằng quạc 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 quạc. Gặp nổ nước nó bị bà bị bom. Lúc lên bờ với cái canh cho khô đấy. Ông ba cô chú ơi, bà hát là cháu biết vỗ tay rồi. Vỗ tay, úi trời, lúc lên bờ với cái canh cho khô. Úi trời, ôi giỏi chưa? Ông bà thấy cháu giỏi không?